Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình với khán giả NTV của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, với sự nỗ lực cố gắng, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã luôn trăn trở để các chương trình của đài ngày càng đáp ứng được nhu cầu nghe xem của khán giả tại các vùng miền trong và ngoài tỉnh. Với ý nghĩa là cầu nối giữa đài và quý khán giả, chương trình hôm nay sẽ truyền tải một vài cảm nhận của bạn xem truyền hình ở huyện núi cao Kỳ Sơn về các chương trình của đài trong thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ khi sóng truyền hình Nghệ An được phát qua vệ tinh Vinasat 1 thì hầu hết vùng sâu, vùng xa, vùng lõm đều có thể xem và tiếp cận các chương trình của NTV. Đối với đồng bào vùng cao Kỳ Sơn thì các chương trình NTV ngày càng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của họ. Đã 2 năm nay, cuộc sống của gia đình anh Lầu Bá Thái ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn vui nhộn hẳn lên khi lắp được bộ thu vệ tinh để xem truyền hình. Có được bộ thu vệ tinh xem được nhiều chương trình truyền hình, nhưng hàng ngày anh Thái đều dành thời gian để xem các chương trình thời sự của NTV. Với anh thì các chương trình thời sự trong tỉnh đã cho biết nhiều thông tin và rất thiết thực. Từ khi mua được đầu chảo, chúng ta xem được truyền hình NTV. Ngày nào ta cũng xem chương trình của NTV, có nhiều chương trình hay. Chương trình thời sự ta thích xem nhất vì cho ta biết nhiều tin tức của nhiều địa phương trong tỉnh, biết cách làm ăn mới có thể áp dụng cho đồng bào Mông ta. Do ở vùng sâu, vùng xa và vùng lõm, nên sóng truyền hình từ các trạm phát lại khó tiếp cận đến với đồng bào vùng biên. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình đã tiết kiệm để mua bộ thu vệ tinh, có thể xem được truyền hình, nhất là các chương trình của NTV. Từ các chương trình của NTV, đồng bào nơi đây đã tiếp cận được nhiều chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiều cách làm ăn hay. Chị Lì Y Ìa từ Mường Lống về bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn làm dâu, hàng ngày rất bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian để xem các chương trình của NTV. Đối với chị và một số người ở đây, chương trình dành cho đồng bào dân tộc, nhất là chương trình phát bằng tiếng Mông rất bổ ích. Từ khi xem được truyền hình, tôi đều thích xem chương trình của NTV, nhất là chương trình dành cho đồng bào dân tộc ta. Chương trình nói bằng tiếng của đồng bào Mông ta dễ hiểu, qua đó cho ta biết được nhiều cách làm ăn hay như nuôi con gà, con lợn, làm rau hay buôn bán các hàng hóa để mà làm theo, tránh bị kẻ gian lừa bán phụ nữ và trẻ em. Đối với đồng bào Mông nói riêng và đồng bào các dân tộc vùng biên của huyện Kỳ Sơn nói chung, thì các chương trình truyền hình của NTV từ lâu nay đã được đón nhận và theo dõi thường xuyên. Cuộc sống của đồng bào cũng có nhiều thay đổi khi được tiếp cận cách làm hay, thông tin mới để nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới. Thưa quý vị và các bạn, để phù hợp với giờ mùa đông, bắt đầu từ tháng 11 này, khung giờ chiếu phim thứ hai trong tối của đài đã chuyển từ 21:30 lên 21:15. Và hiện nay, đây đang là giờ của một bộ phim hay của Hàn Quốc có tên gọi Cá Vàng. Từng là bộ phim ăn khách nhất của kênh MBC Hàn Quốc, bộ phim tâm lý xã hội dài 100 tập Cá Vàng đã chính thức lên sóng trên kênh NTV vào 21:15 các ngày trong tuần. Cá Vàng. Cá Vàng thuộc thể loại phim tình cảm với nhiều tình tiết xung đột hấp dẫn, với sự tham dự của dàn diễn viên nổi tiếng Oh Hyun Jang, Jo Hu Si, Cho Soo Jin. Bộ phim được đạo diễn chăm chút từng chi tiết về khuôn hình. Vì thế, phim nhanh chóng gây được tiếng vang lớn khi được công chiếu, hấp dẫn và lôi cuốn người xem. Lee Tae-jung là một bác sĩ tài năng, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm vì không có mẹ. Cha lại ít dành tình thương cho anh nên anh trở nên lạnh lùng và ít quan tâm tới xung quanh. Cho đến khi cha anh đi theo bước nữa với một người phụ nữ cũng có một đứa con gái riêng thì cuộc đời anh đã thay đổi. Con cô gái đó chính là Han Ji-min, xinh đẹp và tốt bụng, luôn theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên múa ba lê. Nâng chân cao hơn khi nhảy, chuyển động tác uyển chuyển, nhìn thẳng. 3.
Em sẽ là người vợ hiền của anh. Hai người gặp nhau, chia sẻ với nhau những nỗi lòng, rồi tình yêu giữa họ đã phát sinh. Và là người đầu tiên biết những đau khổ của anh. Phim Cá Vàng bắt đầu dậy sóng khi chuyện tình của họ bị ngăn cản bởi những ích kỷ toan tính của người khác. Jimin đau lòng rời xa Dijon vì anh cũng đã khiến cho cô đau khổ. Từ đó Jimin cũng trở thành một con người khác. Nhân tiện con đến đây, chúng ta hãy giải quyết dứt điểm chuyện này trong hôm nay đi. Quý vị và các bạn hãy đón xem Cá Vàng để cùng theo dõi câu chuyện tình của hai nhân vật Jimin và Taeyeon lúc 21 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh NTV. Và đối với khung giờ 20 giờ 10 phút hiện nay đang trình chiếu bộ phim Đội đặc nhiệm Hải Thần, một bộ phim lôi cuốn khán giả bởi những câu chuyện hồi hộp, gay cấn, cảm động của những con người biết đối diện và vượt qua những cam go trong cuộc sống. Đây là bộ phim được xây dựng dựa trên những câu chuyện có thật của lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc. Mỗi tập phim là các nhiệm vụ của đội đặc nhiệm, lực lượng phản ứng nhanh, các đội điều tra độc lập trong việc phòng chống khủng bố, buôn lậu, vượt biên và vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy của các tổ chức tội phạm không biên giới. Trong tuần tới, các tình tiết hay trong các tập từ 14 đến 20 sẽ tiếp tục đến với khán giả. Nhờ chiếc điện thoại định vị, đội điều tra số 9 đã bắt được Chang Jin và giải cứu cho Giang Tae-su. Giây phút đối diện với kẻ thù đã giết vợ, giết cha, đội trưởng Jung Ji-un và cảnh sát Lee Soo-hun liệu có còn giữ được bình tĩnh? Jung Ji-un sẽ làm gì khi phát hiện ra đội trưởng đội đặc nhiệm Kang Lu-min chính là kẻ nội gián? Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi trực tiếp điều tra, nghe thông tin về cái chết của bố mình, cảnh sát Lee Soo-hun vẫn cảm thấy rất đau lòng. Cô càng bất ngờ hơn khi điều tra và xác nhận số điện thoại thường xuyên liên lạc với Chang Jin lại sử dụng số chứng minh thư của cảnh sát Lee Sung-woo. Đây là danh sách các cuộc gọi. Thả Chang Jin, Jung Ji-un có ý đồ sẽ lần ra manh mối của Cho Hye-jon. Thế nhưng mọi manh mối của vụ án lại rơi vào bế tắc khi hắn bị ám sát ngay sau đó. Thế? Việc để tên tội phạm Chang Jin trốn thoát và bị ám sát không chỉ khiến cục trưởng Han và đội điều tra số 9 bị cấp trên khiển trách, mà còn khiến đội trưởng đội đặc nhiệm Kang Soo-min bị đình chỉ công tác vô thời hạn. Mặc dù vậy, các thành viên của đội điều tra số 9 vẫn quyết tâm tập trung truy tìm manh mối về Cho Hye-jon. Không thể tin nổi. Nếu như lại để hắn ta chạy mất thì làm sao chứ? Không có chuyện đó đâu. Tôi đã gắn thiết bị theo dõi trong cơ thể của hắn rồi, nên nhất định sẽ tìm thấy hắn. Xin hãy tin tôi. Những khán giả, nhất là các chị em đang bận rộn với những khung giờ buổi tối thì có thể giải trí với một bộ phim đang được phát sóng vào lúc 11 giờ 55 phút hàng ngày trên NTV có tên gọi Thôn Tính Thái Dương. Tác phẩm điện ảnh được dàn dựng công phu với hàng loạt cảnh quay hoành tráng tại Jeju, Las Vegas, châu Phi. Đặc biệt những màn đấu súng sẽ đem đến cho khán giả những giây phút hồi hộp nghẹt thở. Bên cạnh đó thì khán giả cũng được thư giãn với những thắng cảnh tuyệt đẹp. Phim là câu chuyện về Kim Min-oan, một phạm nhân bị bắt giữ và giải đến đảo Jeju lao động cải tạo. Không chịu nổi sự áp bức của quản trại đã bỏ trốn và được Mi-won, một cô gái thuần hậu trong làng cứu giúp. Trong hoàn cảnh khó khăn, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Những ít lâu sau, Min-oan bị bắt giữ, áp giải về đất liền. Không hay biết rằng trong bụng Mi-won đã mang cốt nhục của mình. Đứa trẻ sinh ra mà không được sự thừa nhận của người thân, bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Mi-won đau lòng, sống héo mòn đến chết. Kim Jung-woo lớn lên trong viện mồ côi, không hề biết thân phận của mình. Luôn được cảnh sát Hee-un, người trước đây luôn yêu thầm mẹ cậu, chăm sóc giúp đỡ. Trong một dịp tình cờ, cậu cứu được Sang Min-woo, một tài phiệt giàu có sở hữu tập đoàn Daejeon trên đảo Jeju, và cho rằng đây là một cơ hội lớn trong cuộc đời mình. Quay cuồng trong vòng xoáy vận mệnh, Kim Jung-woo, một đứa trẻ lớn lên và luôn bơi ngược dòng nước, có thể trả thù thành công được hay không? Những gì anh đạt được liệu có thực sự là những gì anh muốn? Và Si-hun, cô có bước chân vào con đường trả thù kẻ đã giết hại cha mẹ mình hay không? Hay sẽ dừng tình yêu của mình, kéo Jung-woo ra khỏi vũng lầy tội lỗi để đem lại hạnh phúc mà anh cần phải có được không? Bộ phim cũng cho ta thấy được nhiệt huyết tuổi trẻ và những cố gắng của họ để đưa đảo Jeju từ một hòn đảo hoang sơ trở mình vươn vai thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng thế giới. Đó là tình yêu, tình bạn, ý chí quyết tâm của những người trẻ tuổi muốn nuốt chửng lấy mặt trời. Với sự góp mặt của các diễn viên tên tuổi và đạt nhiều giải thưởng lớn cùng với nhiều tình tiết hấp dẫn, hy vọng phim sẽ làm hài lòng quý khán giả.
Những thông tin về các phim hay đang được NTV phát sóng đã kết thúc với khán giả NTV kỳ này. Mọi ý kiến của khán giả xin hãy gửi về chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An, hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình với khán giả NTV trên trang web truyền hình nghệan.vn. Còn bây giờ Thu Hằng xin nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.